Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Mình quay trở lại anh em đây. Đó thì video này thì mình gọi là phải nói là chính thức là video cuối cùng mình làm video vào làng đá 4 anh em ạ. Đấy, mai gộp server rồi. Và tên chính thức là làng Sư 1 anh em nhá. Đấy, anh em là muốn tìm mình hãy qua server làng Sư 1 tìm mình, chứ làng đá 4 bị xóa sổ rồi anh em nhá. Ok. Thì hôm nay thì mình cũng làm video để thông báo thì cũng như là đợt code của Soa Care nó về anh em ạ. Đấy, sau bao nhiêu lần vẫn cứ đọc Carrier thôi anh em ạ, tại vì nó dễ đọc mà. Ok, thì mình cũng chỉ được kim cương một thôi anh em ạ, căn bản là làm cái đỡ buồn, cũng như là thông báo cái chuyện gọi là mai mình sang là sư 1 anh em ạ. Mai sang sư 1 rồi, không biết là tình hình sẽ như thế nào, nhưng mà thôi vẫn cứ yên phận ở map 6 trên quả anh em ạ, chẳng biết làm gì bây giờ. Rồi thì hôm nay thì cũng có một cái thông báo ở bên game ca anh em ạ. Thì bên game ca họ có phát cho chúng ta tầm 300 cái cốt, mình nghĩ là bây giờ cũng chả còn đâu. Đấy, sáng hôm nay mình tranh thủ mình lấy được một cái anh em ạ. Hôm nay mình ăn thử cho anh em, cho anh em thèm. Thực sự là 300 thì dân làng lá thì nó ăn một phát hết anh em ạ. Toàn cái dàn clon của mấy ông đã hết mẹ rồi anh em ạ. Đấy, thật sự luôn. Thì Core này nó cũng cùi đây anh em ạ. Đấy, Core là từ game ca đấy. Từ game ca anh em ạ. Đấy, quả chiên nhẫn giả 2 triệu bạc khóa, làm rừng đá anh em ạ. Ủa, bạn nhận ô xuất phát gì đấy? Ô chiếc kỳ nhỉ. Ô tộc có phát đồ anh em ạ, tộc có phát đồ anh em ạ. Ồ, nó lại hay tự nhiên được tộc nào phát đồ này. Ô thơm nhỉ, toàn sò đây anh em ạ, toàn sò thôi. Ui, tự nhiên tài cho mình kéo ra cái tộc nào ngon vách cả đái ơi này. Nhưng mà mỗi tội là toàn một vàng anh em ạ, toàn một vàng. Không sao, được mấy viên đá 7 nữa ok rồi. Ui mãi 6-7 thưa cơ anh em ạ. Ui phê vãi đái luôn này. Tiếc là toàn một vàng, buồn thật sự nhờ. Nhưng mà được cái lắm sò anh em ạ. Ui thơm thế, thơm dã man luôn anh em ạ. Phải nhận từ từ anh em ạ, tại vì là trong đây của mình nó có thư có vàng anh em ạ. Ôi, cả xích đinh chi luôn ạ. Wow, chắc đến đây đã chuẩn bị hết rồi. Vừa nãy gia tộc xong là phát đồ chứ còn gì nữa anh em, đúng không? Rồi, phải nhận từ từ anh em ạ, phải nhận từ từ. Rồi, mấy cái này cứ để im đi. Vậy là chúng ta được khá đồ anh em ạ, được đúng đồ, được 35 sò, 5 dương đá, 5 dương ngọc khảm này. Ồ, tự nhiên có cả sâm từ Korea luôn này, ăn luôn anh em ạ. Rồi ok. Đấy, thôi thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bên Solar Korea, mình nhập vài cốt cho anh em xem nữa. Buồn, chứ thật sự là mình không có lưu luyến gì cái này cho lắm, tại vì là có thì cứ ăn thôi, tội gì không ăn đấy anh em. Rồi ok. Thì đây là Korea tham gia là mình nghĩ là ai cũng nhận được rồi. Đấy, chỉ cần anh em tham gia thôi là có rồi. Đó, thì bây giờ là đến đợt Korea thân thiết anh em ạ. Ngày xưa AD để cái kim cương là mắc rồi anh em ạ. Là nó chỉ có 10k vàng là chúng ta kích được kim cương rồi. Nhưng mà bây giờ AD chuyển ra nhiều cấp kim cương, đâm ra là 20k vàng ta mới mắc được. Nhưng mà thôi, thật sự là khó lắm. Anh em bảo cái tầm bây giờ mà 10k đã khó rồi, tại vì nó chẳng có gì để lên anh em ạ. Nó chẳng có gì để lên, vàng thì vẫn còn. Nó không như cái đợt gắt như ngày xưa nữa. Đó, mình chuyển nhanh cho anh em. Đấy, có đe đồng này, nhập nhanh cho nóng anh em ạ. Cũng may là hôm nay ốm nó cũng đỡ rồi. Ok. Đấy, có đe đồng ấy. Em biết không, có đe này chỉ mang tính chất gọi là nhập cho đỡ buồn thôi. Cái này là cái Korea của tổng tất cả các game số 2 anh em ạ. Anh em đầu tư game nào thì anh em sẽ nhận được Korea game đó. Chứ không thì mình cũng đã bán Korea sang các game khác rồi anh em ạ. Đấy, khổ thật sự luôn. Đấy, Korea bạc đây. Bắt đầu thấy chớm lở một tí anh em ạ. Rồi, xích đinh chi luôn. Xích đinh chi luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ đến Korea vàng anh em nhá. Đó, Korea vàng luôn này. Cái này chỉ nhập được một lần thôi anh em ạ.
Mình nhập rồi, mong em đừng nhập lại đâu, lại mất thời gian, lại kêu mình lừa đảo này lọ chết. Ui dồi ôi, đợt này lắm xích linh chi này. Có quặp bao giờ đâu mà xích linh chi chứ. Rồi, quả đẹp cuối cùng của mình đạt được là kim cương 1 anh em ạ. Chưa đến cái kim cương 4 thì xa vời lắm. Mà kim cương 4 thì cũng có 2 viên 10 thì chẳng có gì đặc biệt. Đấy, được kim cương 1 thì mình nghĩ là ngon nhất rồi. Đấy, 3 triệu bỏ khóa 1 viên 9. Thì anh em tính ra thôi. Có đeo kim cương 1, 1 viên 9, có đeo kim cương 2, 2 viên 9, có đeo kim cương 3, 1 viên 10. Và một số item nó đi kèm vào sau thì không nói. Đó. Ui giời, được 3 cái lệnh bài cấm thuật trung cấp là đã cảm thấy gọi là vui mừng lắm rồi anh em ạ. Vui mừng lắm rồi. Đi rồi, ham hố quá, ham hố thật sự luôn. Chúc bạn may mắn rồi. Ấy, thế mẹ nó bây giờ nó tính với có hai. Lại vứt đi rồi anh em ạ, lại vứt đi rồi. Ngày xưa anh em ạ, mình chơi sò khá nhiều luôn nhưng mà đổ sông đổ biển hết. Thật sự luôn ấy. Mấy cái trò nhân phẩm thì chúng ta không nên thử anh em ạ. Má. Lại xịt ạ. Tương lai sáng ngời phải đái ra anh em ạ. Không cần đoán biết. Chán thật sự luôn. Tự nhiên thú vui nhất thời anh em ạ. Ui giời, thôi đéo cần nhìn luôn anh em, không cần nhìn biết là xịt mẹ rồi. Ok, về đây nhận thôi, cầu mong là mở lốt 5 cái túi kia nó lại nó lại thơm. À, là càng thật sự đấy, không cần nhìn biết là xịt rồi anh em ạ, không cần lằng nhằng. Sự là những ghép đá chậm quá nên cái thông báo nó không kịp cập nhật, tâm ra nó cứ hiện 6 luôn, nó kiểu AD lười anh em ạ. Thực sự là tính ra nó cũng là cái tỷ lệ ghép đá 75% mà trên ngồi ghép tay đến bao giờ.
đấy anh em ạ, thời gian ủy thác tận 28 ngày luôn này đấy. Quấy kinh anh em, hai tận 28 ngày luôn. Cái này cái thảo mộc của mình tận 41 ngày luôn anh em ạ. Ui giời. À toàn này tìm 29 ngày rồi. Ok 29 ngày này con. Thế mà cũng được 29 anh em ạ. Thế mà cũng được 29 đấy. Ok. Ô lại nhầm ạ. Hôm nay nhận chìa khóa chưa ta? Hôm nay chắc nhận chìa khóa rồi. Ờ chưa nhận. Ờ này có xương cáp luôn ạ. Thôi chắc là video mình đến đây kết thúc đây anh em ạ. Cảm ơn anh em theo dõi ủng hộ mình. Đấy, nếu anh em có nhớ mình thì hãy qua là xương mùa 1 tìm mình nha anh em nhé. Tầm trưa mai là sẽ gộp server rồi. Anh em sẽ không thấy lần nào 4 đâu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở video ngày mai nhé. Hôm nay chưa thấy đồ AD phát top nhỉ. Chưa thấy AD phát top anh em ạ. Chưa thấy AD phát cái chưa thấy AD phát cái top này luôn. Bye bye, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.